Nào. Xin chào tất cả mọi người, tôi là công chúa Lọ Lem. Tôi có cái váy của tôi là màu xanh da trời. Trên váy tôi là có 18 hạt viên kim cương. Và tôi rất là thích bộ váy này. Nhưng mà tôi muốn đến tham dự của ngày Halloween ở tại vũ trường Viscool tại vì hoàng tử. Tôi đi đến 10 năm có từ giấy. Lạ. Ôi, nàng có tận 2 chiếc giày lận. Nàng đúng là ngàn công chúa mà hoàng tử đã mong chờ bao nhiêu ngày. Mời nàng đến gặp hoàng tử. Cái thằng này không phải.